Rồi chào các bạn, hôm nay mình lại gặp nhau tại Nguyên Hồng Audio rồi. Bài video này mình sẽ test cho các bạn một bộ đôi đến từ Mỹ, đó là Lee Macintosh MC1900 và đôi loa JBL HB520. Đôi loa này thì có hình dáng rất là đẹp và sang trọng. Nó là hình bảy góc hay còn gọi là hình thất giác. Chúng ta có hình ngũ giác, hình lục giác này, nhưng mà hình thất giác thì rất là hiếm. Mặt phía trước của nó là gồm 3 loa, trong đó có loa treble, loa mid và loa mic bass. Nhưng mà chưa hết, bên trong của nó còn hai loa ấp vào nhau nữa. Cái thiết kế này thì nó khá là giống dòng Bo 701, hai lỗ hơi. Thành ra mình thường hay đem nó ra để so sánh với Bo 701 hai lỗ hơi. Nhưng mà thực chất dòng này nó đẹp hơn và nó hay hơn. Bo 701 hai lỗ hơi thì các bạn biết là cái lưới của nó bao kín luôn, chúng ta không mở ra coi được. Mà chúng ta mở ra thì chúng ta đóng lại thì chúng ta cũng phải bấm đinh ra. Chứ không giống như thằng này là chúng ta có thể tháo lưới ra, tháo lưới vào liên tục không sao. Bây giờ mình giới thiệu về loa này trước. Phía trước của nó là chúng ta thấy hệ thống 3 loa. Trong đó nó có một miếng nhung. Cái miếng này vừa có tác dụng chịu đi những cái âm tạp âm. Ba loa thì có loa treble titanium này. Titanium này. Mid này, bass, mid bass này. Bên trong hai cái loa ấp vào nhau đều là hai cái loa bass thật, không phải là bát cộng hưởng nha. Phía trên này có tem JBL, có một miếng kính ép vào. Miếng kính này chúng ta có thể mở ra được. Phía dưới cũng có tem JBL. JBL phía dưới thì cái acan chúng ta đặt nó sẽ chừa cái nắp rất là đẹp. Cái gắn dây của nó là dưới đít loa nha các bạn. Mình vừa cầm vừa quay nó hơi khó, nhưng mà chủ yếu dưới là gắn dây. Và nó có một cái biến trở để chúng ta xoay chỉnh các cái tần số của cái dãy cao. Loa này được sản xuất tại California, USA. HB520 thì nó là một cái dòng gần như là cao nhất của đời HB rồi. Sau này nó còn có HB580 nữa. Thì cái cặp loa này nó được sản xuất vào đâu khoảng những năm là những năm 90. Khoảng những năm 90 nha các bạn. Đó, OSA này. Cái máy lạnh mình nó đang keo, nó hơi bị ồn một chút, các bạn thông cảm nha. Con này sản xuất năm 90 đến 97, độ nhạy 90 decibel, trở kháng 6 ohm, nặng 24 kg, công suất tối đa 200W. Ok, tiếp đến là cái âm ly Macintosh MC1900. Con này là một âm ly có vỏ gỗ rất là đẹp, được ra đời khoảng những năm 78 đến 80, chạy sò nhôm, mặt đồng hồ xanh, hay còn gọi là người ta hay gọi với nó như là gã khổng lồ xanh của Mỹ. Tại vì Macintosh là tất cả những âm ly từ đời cổ cho đến bây giờ thì nó đều sử dụng cái mặt kính xanh này, chỉ thay đổi thiết kế thôi. Con là receiver, nó có bass treble chỉnh này này, volume, vỏ gỗ rất là đẹp. Con này mình đang bán mức giá là 22 triệu nha. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ tiến hành test bộ đôi này. Tìm tuyến tôi về thăm căn nhà ngoại ô, thấy lòng thương vô bờ. Cũng còn đường này đây, cũng mái nhà này đây, còn mang kỷ niệm này. Nhưng trang đêm nay tôi nghe rõ du cây.
chỉ kêu trên ngàn mây, hồn miên man cắt quay chìm giữa cung ngắm giữa anh đi từng đêm vàng võ cùng ngoài ô có người mong. Hôm nào tôi đi quê cũ thưa người thì sinh cho non sông hơn hai mươi năm tàn phá vùng ngoại ô lắm cô đơn. Tôi theo chân anh vài súng lên đường cùng những ngang tiếng sử say chạy lòng thấy u hoài khi xưa mình ở đây với tình yêu khóm hoa làm dẫu lớn xóm mình còn thiếu và sao quá âm thầm sương rơi mênh mang khơi nhiều nhung nhớ cho những ngày vui đã qua. Tôi quay góc ra đi không mang theo gì hơn, nhìn đêm kia vắng vẻ càng thấy thương gì hơn nhìn đêm